theo nét AI thì thôi kéo luôn vào đây cho nó đồng bộ luôn, cho nó đỡ lạc đàn đấy. Đây, Và từ các bạn nói nay gì? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nghe radio cho nó đỡ buồn đấy. Thì ở đây nó có hệ thống cân bằng âm thanh các bạn nhé. Chúng ta nghe này, cho tăng bass lên chút đi. Đây là chúng ta chỉnh theo tùy thích thôi. Sắp tới chúng ta hãy cùng đến với ngày này ngày nay và một vài những đấy, cái bài thơ nghe tình tùy cảm chúng ta có chỉnh thể này. nói trong cái lúc trà dư tửu hậu, đặc biệt là những người thương ngồi gặp nhau. Mấy anh mà đọc bài này là tếu táo lắm đấy, cũng ghi điểm ghê. Mà tớ thấy việc đối thơ cũng rất là hay mà. Tối bạn thử đối thêm một bài nữa đi. Làm luôn, cho bạn trước đấy. Cái này hôm thì nay chúng ta trời chỉnh nó nhẹ lên. Lên cao. Tiếp. Tôi buồn cho nó không lên. Hiểu vì sao mã tôi này buồn. Chúng ta cho nó cái lên phần nào liên quan đâu. Tôi lấy tiếp theo về hai trung tay tâm ngắt cánh chuồn chuồn quên nãy không chuyển cho về trung nó tâm cắn rốn xong rồi biết bơi đấy. Có được không? Về cơ bản thì thơ cũng có nhiều kiểu tùy vào các bạn muốn cóc, nghe ở mức độ nào bát, thì chúng ta chỉnh đấy thôi, tứ tuyệt vân vân. Còn cái thơ của bạn thì đấy, tích hợp hết nha các bạn, nhạy quá. Tự nhiên cứ nghĩ đến thơ là mình lại cứ nghĩ ra câu của hôm nay trời nhẹ lên cao. Rồi bây giờ bảo bạn vào đề hai đây, thơ tất cả các ứng dụng thì tôi đã cài đặt xong được. Ok. Đấy, mặt ra trời, mở cửa nó báo sao? Này, anh đạp phanh cho em. Quay vào không hiểu bị làm sao. Đây là tích hợp cam theo xe. Có cua lái này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, cua lái này. Đấy. Rồi, tôi sẽ trả xong rồi. Thì cái khúc này, bài hát Stand By Me. Lần sau đừng bắt tôi làm thơ nữa chứ. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào cài đặt, tắt qua cái âm thanh này đi. Rồi kêu bíp bíp tắt nó đi. Rồi đã tắt này. Cài đặt chung này. Đảo ngược im lặng. Rồi bây giờ chúng ta cài chỗ lùi, nó sẽ nói này. Đấy, nó nhỏ hơn thôi. Rồi, trả này. Đấy. Tích hợp hết luôn khi chúng ta cài chỗ lùi cửa, nó tự động lock lại luôn nhé. Các tính năng là giữ nguyên bản hết luôn. Rồi, như vậy là chúng tôi đã xong. Thì trên đây là review hướng dẫn cũng như là cách sử dụng. Tôi đã hoàn thiện xong chiếc màn của xe Mazda CX-5. Thì các bạn có quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi cũng như là có gì thắc mắc hay là muốn cần chúng tôi tư vấn gì thì các bạn có thể là comment hoặc là để lại số điện thoại ở dưới video. Đấy, thì chúng tôi sẽ trả lời các bạn cũng như là gọi điện để tư vấn về những gì tốt nhất và tối ưu nhất để các bạn có thể lắp lên một chiếc xe của mình nó phù hợp. Chúng tôi là có tất cả cho các mọi dòng xe nên là các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Đấy, thì chúng tôi giới thiệu sơ qua thôi. Còn các bạn có gì thì hãy nhấn vào đường link ở dưới cũng như là comment để chúng tôi có thể là giúp các bạn giải đáp những thắc mắc. Thì đây là video của chúng tôi vừa hoàn thiện xong, thì các bạn thấy hay và ý nghĩa thì bổ ích thì các bạn có thể là cho chúng tôi một like cũng như là một lượt chia sẻ để kênh của chúng tôi có thể phát triển hơn. Đấy, thì video tới đây của chúng tôi là xin được kết thúc tại đây. Thì bây giờ là anh em chúng tôi là bây giờ hành trình từ Bắc Ninh về Hà Nội cũng khá là xa xôi và lạnh giá. Đấy, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Thì có gì mà trong video chưa đúng và chưa được hoàn thiện ở đâu thì mong anh em bỏ qua cũng như là góp ý để video chúng tôi lần tới hoàn thiện hơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. I'm okay. I wanna take